thời gian qua, trước nỗi lo về chất lượng các loại bánh mứt không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, một số bà nội trợ đã lựa chọn cho mình cách tự chuẩn bị bánh mứt cho ngày Tết, hay chọn các cơ sở nhỏ lẻ trong xóm làng có truyền thống làm mứt lâu năm, vừa đảm bảo giữ được hương vị, lại bớt đi nỗi lo mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày đầu năm mới. Dù ở thời đại nào, thì những món mứt truyền thống cũng chưa bao giờ vắng mặt trong ngày Tết của người Việt. Và chuẩn bị mứt Tết luôn là công đoạn hào hứng nhất trong quy trình mua sắm Tết rườm rà, bởi nó gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của chúng ta. Ngày nay, các loại mứt mới ngày càng nhiều, hình thức và hương vị cũng đa dạng hơn. Nhưng những loại mứt truyền thống như mứt dừa, mứt gừng vẫn được ưa chuộng và giữ được đúng hương vị của nó. Bên cạnh đó, ngày nay xu hướng tự làm mứt đón Tết cũng được các chị em rất yêu thích. Đây cũng là cơ hội để các chị em vừa thể hiện được tính đảm đang của phụ nữ hiện đại, mà còn vừa là cơ hội để chị em tự tay nghiên cứu, sáng tạo ra các loại mứt bổ dưỡng, góp phần chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Mứt gừng, mứt nghệ gì đó mà làm với mật ong, nghĩ là có mật ong là tốt cho sức khỏe. Nghệ mật ong thì ăn được, chữa được nhiều bệnh, đẹp da, đường ruột, bao tử. Còn mật ong thì chữa được viêm họng, ho, đường hô hấp. Còn cơ sở làm mứt này của chị Võ Thị Phụng hiện đang ngủ tại phường 6 thành phố Đà Lạt. Chẳng cần đến một bán hiệu, ấy thế mà lượng hàng mứt nhà chị xuất đi vẫn đều đặn, trên dưới cả trăm ký, mỗi dịp Tết đến xuân về. Các loại mứt được ưa chuộng nhất ở đây thường là mứt gừng, mứt dừa và mứt làm từ các loại đậu như đậu trắng, đậu ngự. Vì tất cả đều được làm theo phương pháp thủ công truyền thống và không sử dụng chất bảo quản, nên thời gian để không được quá lâu. Chính vì thế, chị Phụng chỉ làm số lượng mứt nhiều vào dịp Tết, còn ngày thường thì chỉ làm theo đơn đặt hàng. Bỏ bà ngoài sinh sống là bà ngoài làm cái này thì thành thử bà ngoài cũng mất đã 10 năm rồi, thành thử cứ mỗi lần mà Tết về là cứ hay nhớ ngoài lắm, là cứ hay làm để cứ có một cái không khí Tết trong gia đình. Mà cái thứ hai nữa là đó là cái nguồn sống của gia đình, cái khoản thu nhập thêm á. Từ Việt Nam á, là năm nào nó cũng có cái truyền thống là gia đình nào cũng vậy, cũng có một chút bánh mứt để gọi là ngày Tết. Thì năm nào gia đình cũng xuống đây là mua mứt. Nói chung là cơ sở này không phải là lớn, nhưng mà làm mứt thì bảo đảm chất lượng, không có chất độc hại. Chọn cách tự làm mứt tại nhà hay các cơ sở làm mứt nhỏ lẻ như thế này không chỉ được ưa chuộng vì giữ được hương vị mộc mạc, giản dị, nhưng đậm đà của các món mứt cổ truyền, mà còn vì tất cả đều được làm trong khuôn khổ thủ công nhỏ lẻ. Hay nói nôm na là cả xóm cùng đóng góp và xúm xít làm mứt ở một hộ gia đình, xong chia nhau ăn Tết nên không lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan quản lý nhà nước thì tất cả các cái bánh mứt mà bán ngoài chợ thì theo luật an toàn thực phẩm là đều sử dụng sau 24 giờ thì đều đã được công bố, nên chính thế thì chúng ta vẫn sẵn sàng mua các cái bánh mứt ngoài Tết nếu như là có rõ nguồn gốc xuất xứ và được công bố. Còn nếu các cái gia đình mà muốn chế biến sản xuất ra cái mứt cho gia đình dùng để đảm bảo an toàn ngày Tết, để vui trọn vẹn cho ngày đầu xuân, thì chúng ta cũng phải thực hiện đúng đủ các cái điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái thứ nhất là cái nguồn gốc nguyên liệu là nó phải an toàn. Cái thứ hai là chúng ta phải biết cách chế biến là cũng phải an toàn, từ người chế biến đến dụng cụ chế biến, đến khi mà chúng ta chế biến được cái mứt rồi thì chúng ta cũng phải bảo quản, sử dụng cho nó an toàn. Đối với một số gia đình, việc tự làm mứt cũng đã trở thành truyền thống, vừa làm tăng không khí rộn ràng, chuẩn bị chào đón một năm mới hạnh phúc, lại vừa góp phần cho không khí gia đình ấm cúng hơn. Mỗi năm cứ đến dịp Tết đến xuân về, người người, nhà nhà, ai nấy đều trở nên tất bật, bận rộn. Ai cũng mong một cái Tết an lành, vui vầy bên gia đình. Mỗi lúc ấy, biến mất, chén trà, lại góp phần làm câu chuyện ngày Tết thêm rơm rã, tình cảm gia đình thêm đầm ấm, yêu thương.
sau đó bị người dân địa phương phát hiện bắt quả tang và giao cho công an huyện Bảo Lâm xử lý. Tang vật thu giữ từ các đối tượng gồm hai kéo cắt cành dùng để cắt chồi bơ và 312 chồi bơ do các đối tượng trộm tại vườn ông Chính.